ngày 18 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà tình thương cho công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre hỗ trợ. 10 căn nhà tình thương được trao cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn các xã Tân Phong, Mỹ Hưng, An Quy, An Điền và Thạnh Hải. Các căn nhà có diện tích từ 42 đến 60 mét vuông, tổng kinh phí xây dựng gần 740 triệu đồng, trong đó công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình góp vào. Tại buổi lễ bàn giao nhà, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, góp phần cùng huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo huyện cũng ghi nhận sự cố gắng của các địa phương, các hộ dân trong quá trình triển khai xây dựng căn nhà, đồng thời chúc mừng các hộ dân có được căn nhà mới nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023.